Ủy ban nhân dân quận 1 thành phố Hồ Chí Minh đã đình chỉ công tác đối với cán bộ đội quản lý trật tự đô thị quận 1 có dấu hiệu bảo kê vỉa hè và đồng thời đề nghị công an vào cuộc điều tra. Sáng 7 tháng 11, chúng tôi đăng tải bài viết Cán bộ đô thị bảo kê vỉa hè. Ngay sau đó, ông Đoàn Ngọc Hải, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận 1 đã tổ chức cuộc họp khẩn và có những chỉ đạo ban đầu. Theo ông Hải, trước khi báo đăng ngày 6 tháng 11 đã mời cán bộ Phạm Nguyên Vũ tổ phó tổ thu phí đội ô tô, đội quản lý trật tự đô thị quận 1 viết tường trình vụ việc. Tuy nhiên, ông Vũ đã không nhận lỗi vi phạm, xét thấy hành vi không thật thà và vi phạm nghiêm trọng những điều quy định đối với đảng viên. Ông Đoàn Ngọc Hải đã chỉ đạo đình chỉ công tác đối với cán bộ Vũ, đồng thời đề nghị Chủ tịch Ủy ban Nhân dân quận 1 xem xét chuyển cơ quan cảnh sát điều tra xử lý hành vi bảo kê vỉa hè. Trao đổi với phóng viên, ông Hải cho biết sẽ xử lý thật nghiêm và không chấp nhận những cán bộ có những hành vi không đúng. Như chúng tôi phản ánh giữa tháng 10 năm 2017, ông Nam ngụ quận Tư thành phố Hồ Chí Minh có ý định thuê mặt bằng để kinh doanh quán cà phê. Qua khảo sát, ông Nam ưng ý một địa chỉ nằm ngay đại lộ Võ Văn Kiệt, phường Nguyễn Thái Bình, quận 1. Qua trao đổi điện thoại, ông Vũ hẹn gặp anh Nam đến một quán cà phê gần trụ sở Ủy ban nhân dân quận 1 nói chuyện một lúc. Ông Vũ đề nghị anh Nam gửi 3 triệu chạy giấy tờ và mỗi tháng tự ý đóng tiền để nhận được lịch ra quân dành vỉa hè.